Dạ mến chào quý cô chú ha, hôm nay mình quay trở lại Mương Điều, Lấp Vò, Đồng Tháp nha quý cô chú. Đến nhà cô chú Bình An có một số hoa giấy và đặc biệt là giống mới nha. Hôm nay có rất là nhiều giống mới cho quý cô chú mình sưu tầm ha, hoa rất là đẹp luôn. Sau đây mình gặp chú để chi tiết nha quý bà con. Rồi chào chú. Chào Pháp Thái, chào quý bà con. Hôm nay cũng tiếp tục nhờ kinh Pháp Thái để review, để giao lưu bà con những mặt bông giấy, giấy nhiều nhiều loại bà con ơi. Bữa nay có giống mới, có giống mới như đù cáo rồi cam thập tím tuyết rồi đủ nhiều loại, xin bà con qua theo dõi nha. Rồi địa chỉ nhà vườn ở gần làng hoa Sa Đéc, ở xã Tân Thanh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại nhà vườn là 0919586815, cũng về số Zalo luôn. Và đồng thời cũng cảm ơn bà con ủng hộ những clip vừa qua. Clip này bà con tiếp tục ủng hộ nha. Dạ. Rồi, đầu tiên mẫu cây giống của dòng đỏ nhung. Đỏ nhung cẩm thạch mà đột biến nữa bà con ơi. Lên lá trắng luôn. Cái này size này hơi lớn nè. Cái này 1.8. Này 1.5. 1.5 đi. Đỏ nhung lá tuyết đi quý bà con ơi. Đó, đỏ nhung này ở dưới này nó cẩm thạch nha, lên đây nó đột biến ra màu trắng luôn. Là mình đã đỏ nhung lá tuyết. Cái cây này nó cao, chiều cao hôm nay chú mới đo. Cây này 1.8 mà còn mấy cây này 1.5. Rồi, mình dao động cây từ 1.8 cho tới 1.8 đi. Dao cây trung bình vậy ha. Rồi giá mỗi cây luôn chú. Cây 150.000. Rồi, 150.000 là cái like bao gồm phí ship nha quý bà con, nhưng mà bà con mua đơn 300.000 sẽ được bao phí ship. Mã số 1. Mã số 1 là trang ghép ngũ sắc 5 màu. Phôi này là đỏ nhung rất là khỏe nha quý bà con. Chiều cao 1.1. Có đo bằng ngang đi. Cái này đỉnh đầu là màu trắng nè, màu trắng này chạy sọc hồng nha quý bà con, đây. Chạy sọc nhẹ nè. Trắng lá trung, trắng cái vàng pháp. Vàng pháp là 2. Cái tím sen Diễm Châu là 3. Cái hồng sọc Mỹ vàng, Mỹ bằng nghệ. Rồi, Mỹ bằng nghệ. Này vàng sọc. Rồi. 5 màu nha quý bà con. 5 màu. Cái phôi này rất là lực nha, phôi này hoành cũng 90 ạ. Đặc biệt cái phôi thuần chậu. Này đây đi. Thả 10 rồi con ơi. Rồi, giá mã số 1 luôn chú ơi. 500.000. Rồi, 500.000, mã số 1 ghép 5 màu, bao phí ship nha quý bà con. Có thể ra 6 nhưng mà mình tính 5 màu. Thân nữa là 7 màu luôn. Tiếp theo mã số 2. Chính là ghép nhiều màu đi, mình tính nhiều màu đi chú ơi. Nhiều màu à, nhiều ạ. Chiều cao nó 92, 90 đi. Cái ngang nó 55. Cái này vàng sọc đó chú. Vàng sọc. Trắng lá trung là 2. Cái này màu đỏ nhung là của cây là 3. Cái này là Mỹ tím là 4. Mỹ tím là 4, Mỹ vàng là 5, hồng sọc là 6. Có thể là 6 7 màu, 8 màu luôn nha quý bà con. Thì tím sen Diễm Châu. Rồi. Thân cây 9. Hoành thân 90 đi quý bà con ơi. Đó. Rồi, mã số 2. 500.000 luôn. 500.000 ghép 5 màu. Cái giấy tôm có hai cặp hả con ơi, tem gì là hai cặp bán cặp nha. Mã số 3 gồm một cặp hai cây. Cây này có 4 màu nè, cặp này 4 màu. Cây này 3 màu. Cây này bên đây thì 3 màu. Này màu hồng, màu đỏ. Đỏ, cam, trắng. Rồi. Còn đây vàng, màu cam, màu trắng, màu đỏ. Này một cặp 350.000 bao phím rồi bà con. Rồi. 350.000 gồm hai cây. Bà con có thể về trồng ban công. Cái này là leo, bà con chắc rụng bông rồi nha. Bà leo gào dưỡng lại nha. Chứ ship để vô là rụng bông rồi. Đa số giấy nó rất là nhạy cảm là do hầm hơi á, mình bó mình gửi đi đường bưu điện á. Nên nó sẽ bị rụng. Chiều cao nó 90 rồi con ơi. Này mười đo tới đây thôi, còn kéo lên đây. Mã số 4 vẫn là một cặp. Này một chậu gì có thể là 3 màu hoặc 4 màu nha quý bà con. Rất là đẹp luôn. Này về bà con leo ha, rào ha. Cũng 350.000 đó bà con ơi. Rồi, mã số 4. Cái này sắp đi ra đường vô ra hai quận này thì đụng không muốn hết
Tiếp theo mã số 5 mới rồi con ơi. Giống này tính tiết cẩm thạch mới đưa ra thị trường chứ hồi đó giờ cũng ém lại để làm giống chứ chưa có đem ra. Tím tuyết không gà nó hot rồi mà lá này cẩm thạch đó hả chú? Dạ, cái này cẩm thạch tím tuyết. Cái này giá trị cao lắm. Chiều cao nó 62, 63, 60. Cây này về bà con khai thác bo rất là nhiều nha. Tại cái cái đó hết này cho 1 mét á. Này nói chung là cái mấy cái tược này nó lên là vừa lấy bo. Cái bông nó đẹp mà cái lá này nó màu cẩm thạch mà cũng ngộ hơn người ta nữa, nó đẹp, nó màu nó kiểu như muốn hơi dạ quang vậy đó. Dạ. Yeah. Tím tuyết cẩm thạch. Rồi, cái phôi giấy Mỹ. Đa số giấy ghép là ghép giấy Mỹ đừng cho cái sống khỏe nha quý bà con. 12. Rồi, giá luôn chú ơi. Cái này 700 ngàn mà con ơi. Mã số cái 5. Này làm lại mới nó còn mắc nha bà con. Rồi. Tiếp theo. Mã số 6. Đây này mới nữa bà con ơi. Dòng này cũng đột biến cắm nó cái lên. Còn cái này không phải đột biến đâu, giống nước ngoài nhập về. Này là kêu Red Maria, không phải là có tên nữa là sen đen. Cái lá nó màu đỏ mà nó sắn ha. Nó quấn. 90. Nhà 90. Gà hoa. Hoành với Mỹ 11. Rồi giá mã số 6 luôn chú ơi, giống mới. Quay bông mà con coi chứ. Cái này nó chưa có chảy bông ra. Chơi lại một lần nữa là hai lần sau là nó lá này nó chảy. Này nó đang lên búp nhiều lắm nha quý bà con. Màu hoa đậm rất là đẹp. Rồi, cái này 600 ngàn. Rồi. Tiếp theo mã số 7. Cũng là Maria ha. Red Maria. Cái này lùng lực cao 45. 67. Cái này vẫn khai thác bo nhiều nha quý con, bo dừa. Và đặc biệt cái gốc dây Mỹ quái luôn. Này mày quanh chỗ này 18 nè. Để thú luôn ha. 16 đi bo thôi. Mẹ nó người ta mua về ghép là ghép tới cái đọt này vẫn sống. Rồi. Này ghép tới cái đọt luôn gì nè nghe bà con, tới đây cái đọt này vẫn sống luôn. Mình cắt bo dài vô, mình muốn thúc tới đọt nào thì mình lấy bo đọt đó thôi. Tôi ghép ở đây nè, cái đọt mà nó vẫn sống luôn. Rồi giá luôn chú. Cái này 500 ngàn. Rồi, 500 ngàn mã số 7. Tiếp theo mã số 8. Hoa giấy Mỹ. Ghép 5 màu. Trở lại đời thường đó bà con ơi. Chiều cao 1.2. Tán ngang đâu hào hào ha. Hào hào thôi. 100 đó mà cái này thì bị nghe không kể bà con. Xoài xay cái form lại chú, xay form ngang, cái form rất là lớn nha quý con, xòe. Này là phớt tím nè. Đỏ, hồng, hồng, vàng cam. Rồi vàng, màu vàng nữa. 5 màu. Phôi với Mỹ. Vàng 12. Rồi giá mã số này luôn chú em, mã số 8. 8 400 ngàn. 400 ngàn là bao gồm phí ship nha quý bà con. Tiếp theo mã số 9. Con như ở Hà Nội, miền Bắc á, hơi xa thì cây nó hơi lâu ra ngoài, cây nó hơi rụt lá, hay bèo nhèo chút. Nhưng mà mình dưỡng lại không sao nha bà con. Mình coi, mình chăm lại vẫn ok. Nó ở quá xa, đi ra ngoài 5 6 ngày mới tới. Mã số 9, chiều cao 1.5 m luôn, hết thước. Hết thước luôn. Cây này cái form gom rất là đẹp nha quý bà con. Này nó ghép chắc nó ship rất hay bó ha chú. Thay chậu, thứ nhất là thay chậu này nha bà con. Rút chậu. Rút chậu ra thay. Thứ hai nữa là đóng cái khung này khoảng tối đa là 1.5 m thôi. Chứ không được cao. Rồi đây hoa nè. Con hoa thấy rực thẳm chân ha. Cao quá vô cục ta không lạnh. Hai màu, ba màu nữa nè. Bên đây nữa là 4-5 màu, 5 màu. Cái form này rất là đẹp nha quý con, form nó gom. Này Tết là nó ra nó xè ra là nó ấm nó đẹp rồi con. Đặc biệt chú cơ như thế này là nó đâm ra đây đây, ở như trên này nó đâm nè. Nó không ra đọt, cũng đâm hoa ra luôn nè. Bà con cứ thúc vô, nó đâm tực ra rất là nhiều. Là cây này ấm tàn lắm. Rồi, cây này mình rút chậu mình vô cái chậu nhựa. Vành 19 rồi. Cây này lực nha quý con. Rồi, giá luôn chú. Cây này 650 ngàn. Rồi, 650 ngàn, bao phí ship.
Ôi nặng. Tiếp theo mã số 10 vẫn là ghép 5 màu, cây này có form xòe ha. Này 8.000 mình tính hào hào bao nhiêu luôn. Thành 17. Cây này vẫn rút chậu nha quý bà con. Chậu này ship đi nặng lắm nha bể. Một phát mét 3 luôn bà con ơi. Rồi mình đo có dư á. Rồi dư đưa ra tới cái này rất hết thước đủ. Màu rất là đẹp nha quý bà con. Dòng này là dòng màu Thái nha, chuẩn màu. Rồi giá luôn chú ơi, ghép ngũ sắc. 650.000. Rồi. Tiếp theo mã số 11. Cây này form ha. Một cốt đỏ lửa, một cốt. Cái nhiều người, nhiều anh em cũng thấy chơi cái này nè. Một cốt lên. Một cốt lên đánh tàn ra. Chiều cao 1m. 8.000. 20. Đây, đỏ lửa nha quý bà con. Cực kỳ màu hoa. Form này quá xá lên. Đế giấy Mỹ luôn. Đế này nhà vườn thì cỡ nào cũng có, dân cao thấp gì cỡ cũng có, cao mấy mét cũng có luôn, vịt 10. Mà ngặt cái mình đi giờ gửi bưu cục á, phải lấy hàng gọn gọn chứ không có đi cao được. Rồi giá luôn chú, mã số 11. Cái này 350.000. 350.000, cây giấy Mỹ ghép đỏ lửa. Mà còn thấy hoa lên rực rỡ ha. Tiếp theo mã số 12. 12 cây đại phúc, cảnh hoa rất là to nha quý vị con. Giấy Mỹ ghép đại phúc 8.090, cao nó thước. Đây hoa lên tím lục bình, góc này cũng đẹp, vành hơn 10. 10 đi, để sổ ha. Đây rồi, giá mã số 12 luôn chú. Cái này 300.000. 300.000 ghép đại phúc. Cái này giờ bán là hô lên là 350.000, ta cũng lụm nữa mà đây, nhà vườn đây bán cân đo theo bán vậy chứ không có bán mắc rồi con ơi. Rồi tiếp theo mã số 13, giấy Mỹ phôi giấy Mỹ ghép 1m1. Cái này gom này 50. Hoa cái này là kêu là đu cáo đỏ ha, mỹ đỏ đó, giấy Mỹ giấy Mỹ hoa đỏ ha. Có người gọi là Mỹ đỏ, có người gọi là đuôi cáo. Nói đuôi cáo là nguyên nhân là nó cái đuôi nó giống như không phải, nó lên gì nó lên hoài như vậy là nó có bông đầu bông theo cái đó hả. Dạ nó phượt ra vậy ha. Nó bông theo đọt hoài vậy đó. Dòng này dòng mới. Phôi giấy này lực nè. Vành trăm mấy luôn hả? Thước. Mua cái thước mà hai bề nó hai màu mà không có. Vành 15 ha. 15. 16 tính 15 đi. Rồi giá mã số luôn chú ơi. 13. 370.000. Rồi 370.000. Cái này giống mới bán cũng rẻ cho bà con đó. Tiếp theo mã số 14 vẫn là giấy Mỹ ghép đùi cáo. Dòng này là nói chung là 1m1 đi hơn đó, khỏi rồi 8.000 đi. Cái loại này rất là thích hợp để mà mình chơi bonsai chứ, ta còn thấy nó không phượt nhiều mà hoa rất là đẹp ha. Có nhiều khi nó trưởng thành nó lên là cái bông nó lên thẳng lên à, cả 1m luôn á. Dạ cứ cái đọt tới đâu là hoa tới đó. À, theo đó bạn này nó cũng chậm rụng đó. Dạ. Và cái nó đâm thêm ở đây nữa. Nó hoài vậy đó. Nó... Dòng này giấy Mỹ nhưng mà Mỹ đỏ. 11. Rồi, cái đế cái này xoắn ha. Rồi, giá mã số luôn chú ơi. 300.000. Mã số 14, tiếp theo mã số 15. Vẫn là giấy Mỹ ghép. Mỹ đỏ. Có người gọi là đu cáo. Đu cáo nó 90 đi, 90 có cái đây rồi. Đặt nhánh chưa ha. Lồn cái loại này nó không có phượt như cái loại kia. Vành 10. Đây. Đế. Rồi giá luôn chứ. Rồi 400.000.
Rồi 400.000 bao phí ship. Tiếp theo mã số 16, mùi Mỹ đỏ ghép mà Mỹ ghép Mỹ đỏ, Mỹ phôi giấy Mỹ tím ghép Mỹ đỏ, dòng này 915 sai hoa cực kỳ luôn, 1070 vành 17. Rồi giá luôn chú, 400.000. Tiếp theo mã số 17, hồng dân gốc Mỹ ghép hồng dân, chiều cao nó 85, 1080 thôi. Đây hồng gân, quanh 15 đi. Rồi giá cho cái mã số 300.000. Rồi mã số 17 300.000 bao phí ship. Tiếp theo mã số 18, phôi giấy Mỹ ghép đỏ lửa, chiều cao 85, 80 đi. À, bên mẫu đơn thì có phụng hoàng lửa, còn giấy thì có đỏ lửa nha quý vị con, màu hoa. Vành 18. Nó có 16, 16. Vành 16, phôi giấy Mỹ vành 16. Đỏ lửa hoa, hoa chùm nha quý vị con. Rồi, giá luôn chung. Cái này 300.000. Rồi. Tiếp theo. Mã số 17. Mã số 17, gốc Mỹ ghép Sakura. Mã 7 đâu 17 ta? Mã số này con nhớ mã vừa gọi là mã 17, mã này mã 19. Mã vừa gọi là đỏ lửa là 18. Giấy Mỹ ghép Sakura 90, chiều cao 90. Cây này phong tàn đẹp nha quý cô con, đều thành phẩm rồi. 1095 Sakura. Mấy dòng mới này đa số nhập từ nước ngoài á. 13. Rồi giá mã số luôn chú, mã số 19, 350.000. Rồi tiếp theo mã số 20, vẫn là giấy Mỹ ghép Sakura luôn, chiều cao nó 1m1, 80 đi. Hoa nào con, vành 14. Cây này cái đế nơm quái ha, chống lạnh. Rồi giá mã số 20 luôn chú, 350.000. Rồi giá rất là vừa, dễ chơi nha quý bà con. Có nhiều bà con người ta mua, người ta hỏi người ta điện mà ra mua mà nói sao chú bán rẻ gì vậy. Cây nhà lá vườn 100, chiều cao 1m, tính mét rồi. Dạ. Yeah. Hoa cực kỳ. Sakura. Vành 14. Rồi giá luôn chú, 350.000. Tiếp theo, mã số 22. Mỹ ghép đỏ lửa. Đỏ lửa này lai cũng thành trăm lửa luôn rồi kìa. Nè. Dạ, nó giật hơn, nó nhạt hơn. Muốn thành cam lửa rồi đó. Chỉ cao 1m đi, đặt ở đây bà con. À. Rồi, tính gom gom lại là 1m bà con ơi. Dạ. Thì hoa đây đỏ lửa là bên này nó đỏ chói như thế này nè, còn cái cây này thì nó muốn lai qua cam lửa bà con. Hoa nó đây. Nè. Cam lửa hàng về cũng chưa tung thị trường được bà con ơi, mắc lắm. Hoành 11. Thường mấy cái dòng mới xuất hiện là cái màu hoa lạ. Rồi giá mã số luôn chú, 370.000. 350.000. 350.000. Mã số 22. Tiếp theo mã số 23. Giấy Mỹ ghép tím tuyết. Tím tuyết. Chiều cao 80. Giá ngang 90 đi. Đây, hoa cực kỳ.
Vành 13. Rồi giá mã số 370.000. 370.000. Mã số 23. Tiếp theo mã số 24. Hồi dây Mỹ ghép tím tiết luôn. Cái này cái nhánh này nó tiếp không được chứ. Nó chổi hả chú? Chổi. Được cả 80. 80. Mình 11. Có thành bay nè. Cái này nữa nếu mà bonsai tao bẻ đây là ra tàng bay. Có dáng này nó bay về mình thay chậu mình làm tàng bay vẫn được nha quý con. Đây. Cái đế phôi này thì nó giống như củ nhân sâm vậy đó. Rồi giá mã số luôn chú. Này 400.000. Rồi. Tiếp theo mã số 25. Những là giấy Mỹ ghép tím tiết luôn. Màu tím cái pha lẫn màu trắng ở trong nên 85. Đặt là tím tiết. Nghe 85. Quanh 13. 13. Đế này đế sổ luôn nha quý bà con. Rồi giá luôn chú. Này 370.000. Rồi, mã số 25. Tiếp theo mã số 26. Vẫn là giấy Mỹ ghép tím tiết luôn. Chiều cao 85. Giá ngang 90. Quanh 18. Rồi giá mã số 26 nha chú. 26 400.000. Tiếp theo mã số 27. Vẫn là phôi giấy Mỹ ghép tím tiết nha quý bà con. Rồi 90 đi. Nghe 85. Màu hoa tím tiết nhìn rất là dễ. Quanh 10. Đế này đế nôm sổ luôn nha quý bà con. Rồi giá mã số 27 luôn chú. 300.000. Rồi 300.000. Rồi mới số 27 cũng cuối clip. Tôi cũng cảm ơn bà con cũng quan tâm theo dõi và mong bà con ủng hộ. Chúc bà con an lành, mạnh khỏe. Rồi. Đây, chào bà con, chào con Thái. Dạ. Rồi hẹn gặp lại quý cô chú vào những clip báo giá tiếp theo nha. Đây là những cái dòng hoa mới của dòng hoa giấy đỏ lửa và Mỹ đỏ nha quý bà con. Dòng Mỹ đỏ ha. Thì bà con xem ủng hộ nhà vườn, sưu tầm những cái dòng lựa chọn những cái cây ưng ý cho mình nha. Rồi Pháp Thái TV chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại nha quý cô chú.